nhờ anh cũng. Ôi, em đến đây làm gì? Chăm sự nhờ cả bác sĩ ạ. Rồi, gì anh cũng chiều. Em muốn lấy gì thì bảo anh, không thì bảo giúp việc. Nhớ em ngã ra đấy thì làm sao? Em muốn để anh ngủ thêm một lúc. Dạo này công ty nhiều việc quá, mà mắt của em lại như thế này. Nếu như không có anh, em không biết phải làm sao cả. Em cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi. Em phải cần có thời gian để phục hồi chấn thương nữa chứ. Đôi mắt này của em chắc là không có hy vọng rồi. Bây giờ em đúng là người vô dụng mà. Còn có anh ở đây mà. Em phải cố gắng lên. Anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho em, được chứ? Ai nhắn với anh? À? Cái cô thư ký ở công ty anh, cô ấy bảo là phải hoàn thành công việc cho hôm nay ấy mà. Hình như là có người tới. Anh ra mở cửa nhá. Ừ. Em đến đây làm gì? Trang đang ở nhà kìa. Ôi giời, có gì anh phải lo nhở? Cứ để ở đấy, em xử lý cho nhá. Đứng. Ai đến vậy anh? À, tao đây. À, Ngọc à, sao mày tới mà không báo trước? Em qua đúng lúc quá. Trang đang buồn, ở nhà chán lắm. Em qua có ba người bầu bạn tâm sự. Thế à? Tao lại có hẹn đi ăn với người tao mất rồi. Em làm cái gì đấy? Sao mày có bồ lúc nào mà tao không biết? Thế định khi nào giới thiệu đây? Anh ấy chắc mày cũng biết đấy. Bọn tao yêu nhau được hơn một năm rồi. Bây giờ đang có ý định công khai. Bạn thân mà mày còn giấu, giận cho tím mặt bây giờ. Tao qua đây xem mày thế nào, rồi tiện em cùng anh ấy luôn. Mày làm tao tò mò, không biết anh ấy là người như thế nào đấy. Hay là tiện anh ấy qua đón mày, thì mày bảo anh ấy vào nhà tao chơi. Thôi, bọn tao còn có việc, không tiện đâu, để hôm khác nhá. Ừ, thế cũng được. Thôi, hai người cứ ở lại chơi đi nhá, anh đi làm đã. Có chuyện gì em phải bảo anh đấy nhá. Anh đi làm đi không muộn. Vâng, anh đi đi, Trang ở nhà cứ để em lo cho nhá. Hôm nay tôi đến để báo cho cô một tin vui. Chúng tôi đã tìm được người có giác mạc phù hợp với cô rồi. Cô có thể đến bệnh viện để khám và phẫu thuật càng sớm càng tốt nhé. Thật vậy sao hả bác sĩ? Đúng vậy. Cuối tuần này chúng tôi sẽ thực hiện quy trình lấy giác mạc trước. Cô hãy sắp xếp thời gian để đến bệnh viện khám và phẫu thuật càng sớm càng tốt nhé. Như thế thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn đấy. Được, tôi sẽ chuẩn bị qua sớm nhất có thể. Cô hãy báo cho chồng mình đến nhé. Vì trong vài tuần đầu, có thể cô sẽ không đi lại được đâu. Cần phải có người chăm sóc mà. Tôi muốn đây sẽ là một bất ngờ đối với chồng mình. Tôi hy vọng là bác sĩ sẽ giữ bí mật chuyện này với anh ấy. Thay vào đó, tôi sẽ nhờ người nhà đến để chăm sóc. Được thôi, tôi tôn trọng ý kiến của cô mà. Mà thôi, tôi xin phép nhé. Bây giờ tôi phải có việc đi trước đây. Vâng, cảm ơn bác sĩ, chăm sự nhờ cả vào bác sĩ ạ. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Rồi thu xếp thời gian đến bệnh viện càng sớm càng tốt nhá. Vâng, chào bác sĩ ạ.
Ai đấy em? Sao có chuyện gì mà vui thế? Không có gì đâu ạ. Em này, lần này chắc anh đi hơn một tháng. Em ở nhà có gì thì cứ gọi giúp việc, đừng có tự làm nhá. Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc về sớm với em nhá. Vâng, anh cứ đi đi, không cần quá lo lắng cho em đâu, em quen rồi mà. Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng, anh nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ nhá. Ừ, anh đi đây. Anh làm gì với cô ta mà lâu thế? Làm em chờ mãi à? Ủa, còn cả tháng cơ mà, lo cái gì? Lần ra đi châu Âu, anh phải chiếu hết mình đấy nhá. Rồi, thích gì anh cũng chiều. Taxi. Em chưa ngủ à? Em chưa. Anh ăn gì chưa? Có mệt không? Anh ăn ở trên máy bay rồi, cũng hơi mệt. Mà em uống thuốc chưa đây? Em chưa. Anh lấy thuốc hộ em được không? Anh ơi, em buồn ngủ quá. Gì? Em mới chỉ cho cô ta uống thuốc ngủ thôi, sao mình phải sốt ruột lên thế? Em buồn cười nhở? Thế nhớ đâu đấy là thuốc độc, cô ta chết ra đây thì làm sao? Anh yên tâm, em làm sao mà làm hại anh được. Em chỉ muốn cho cô ta ngủ sâu một chút để chúng ta có thể thoải mái với nhau hơn. Thế một tháng đi châu Âu chưa đủ à? Chưa, đối với em á, lúc nào cũng là thiếu hết. Sao em dậy sớm đấy? Có chuyện gì vậy? Em thấy tự nhiên giường chật, ngủ không ngon nên em dậy thôi. À, chắc là tối qua anh ngủ say quá nên anh chiếm hết chỗ của em ấy mà. Mà sao hôm nay em ăn mặc đẹp thế? Em muốn thay đổi một chút, không anh chán, anh chê, anh lại đi theo người khác mất. Em nói linh tinh cái gì đấy? Anh yêu em mà. Còn chiếc quần lót của cậu nữa, cầm theo đi. Lâu lắm rồi em mới thấy anh và bạn của em ngủ ngon như vậy đấy. Em nhìn thấy gì rồi à? Đúng vậy, đây là bất ngờ em muốn dành cho anh. Nhưng mà lại có cả Ngọc ở đây nữa. Bất ngờ chưa? Vậy là mày đã biết hết mọi chuyện từ hôm qua. Đúng vậy. Tao đã đi phẫu thuật trong khoảng thời gian mà mày và chồng của tao đi hưởng thụ ở một nơi nào đấy. Anh để cô ta cho tôi uống thuốc ngủ, rồi hai người thác loạn ở trên giường của tôi. Hai người có còn là con người không hả?
Anh xin lỗi, sự thật là... Sự thật là gì không còn quan trọng nữa rồi. Đàn bà có hai thứ không thể dùng chung, đó chính là quần lót và đàn ông. Đơn ly hôn tôi đã viết rồi, anh biết mình phải làm gì rồi đấy. Em, anh xin lỗi. Tất cả do lỗi của anh. Anh còn yêu em nhiều mà. Tất cả chỉ hiểu lầm thôi em ạ. Anh nhầm rồi. Anh chỉ yêu tài sản của tôi thôi. Và sẽ không bao giờ có chuyện đấy xảy ra đâu. Tôi cho anh thời gian để biến ra khỏi nhà tôi và mang theo cả cô nhân tình của anh nữa. Đừng quên là ký vào đơn ly hôn. Em mà muốn ở đây ấy thì em phải biết giữ im lặng. Em vừa nghĩ ra một kế cho anh ạ. Anh về rồi đấy à? Anh bất cẩn quá đấy. Cô tha mà phát hiện ra ấy thì chết cả lúc, nghe biết chưa? Tóc của cô sẽ rụng hết, da sẽ trở nên sần sùi, không có cách nào chữa được đâu. Em chẳng muốn anh về đâu. Thôi, em cố gắng một chút, rồi ngày mai em dọn qua nhà anh ở luôn. Lúc đấy thì chúng ta thiếu gì thời gian dành cho nhau, đó. Em chỉ là một đứa sinh viên vừa mới ra trường, lại còn thực tập ở công ty anh nữa. Trong tay em chẳng có gì, anh có nuôi em không? Anh không nuôi em thì nuôi ai chứ. Mà thôi, anh phải chạy về đã, không khéo lại rách việc mất. Vâng ạ, thế anh về sớm nhá. Có gì anh nhắn tin cho em. Anh đi đây. Vâng ạ. Ôi, thôi. Vợ ngồi yên đấy để anh làm cho nhá. Để anh làm cho. Em cứ ngồi yên đấy. Lần này em đi chắc cũng phải mất một tháng. May mà có cái Linh nó đi cùng em nên cũng đỡ buồn. Em chỉ lo anh ở nhà lại ăn uống không cẩn thận thôi. Em không việc gì em phải lo cho anh cả nhá. Em sang bên đấy em cứ tranh thủ chơi với cả gia đình em cho nó thoải mái đầu óc nhá. Em biết rồi, anh cứ yên tâm. Mà chắc cái Linh nó đến rồi đấy, mình đi thôi không muộn. Thế để anh đưa em xuống dưới nhá. Đi nào. Cẩn thận nhá. Bàn cẩn thận này. Đấy, em vào đi. Cô ta vừa mới đi công tác nước ngoài rồi. Căn nhà này bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi đấy. Em vào nhá. Ừ, vào đi. Wow, này. Em chưa bao giờ được vào căn nhà nào mà to lại còn rộng như này anh ạ. Mà tốt nhất chỉ có em và anh thôi. Tất cả ấy nó đều là của em. Nếu như em muốn. Tất cả trong số ấy phải có anh nữa cơ. Nhưng mà cô ta nhiều tài sản lắm. Cả cái căn nhà này, cả cái công ty đều là của gia đình cô ta cả. Em mà muốn ở đây ấy thì em phải biết giữ im lặng, nhớ chưa? Nhưng mà đâu phải lúc nào mình cũng im lặng được đâu anh. Chẳng lẽ anh cứ định sống như vậy mãi à? Nhưng mà bây giờ anh mà bỏ cô ta ấy thì cả anh, cả em đều không có cái gì cả. Em có muốn như thế không? Thôi được rồi, em yêu anh cho nên em chấp nhận nhá. Nhưng mà này, anh cũng không được phụ lòng của em đâu đấy. Được rồi, cái này thì em yên tâm nhá. Anh nói thật nhá, nhìn cái bản mặt cô ta ấy, anh đã mất hứng rồi. Nói gì đến việc yêu với chả đương. Em vừa nghĩ ra một kế xong anh ạ. Cái gì?
có phải là cô ta rất thích nghe nhạc và rất thích mơ mộng đúng không? Vậy thì anh tặng cho cô ta một cái tai nghe thật là xịn vào, rồi cho cô ta nghe nhạc thật to lên, thì đảm bảo á, cô ta sẽ không nghe thấy cái gì đâu. Đúng, đúng. Kế hay như thế mà anh lại không nghĩ ra. Em thông minh này. Đến lúc ý á, em với anh thích làm cái gì chả được. Anh chờ nhận lúc đấy đấy. Anh về rồi đấy à? Sao vợ về mà vợ không báo trước cho anh gì cả? Em muốn tạo bất ngờ cho anh, thế nên em mới không nói. Anh không vui à? Đâu có, tại vì anh nghĩ là em đi đường dài về, chắc chắn là em sẽ mệt. Thế nên anh cũng chỉ muốn đi ra sân bay đón em thôi. Em nhớ chồng lắm đấy. Anh cũng thế. À đúng rồi, anh có một món quà này tặng em. Em đợi anh tí nhá. Quà gì đấy anh? Đấy, biết em thích nghe mấy cái bản ballad lãng mạn ấy, thế nên là anh đã mua tặng em một chiếc tai nghe cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, em nghe thử đi, đảm bảo nhá, em đeo vào em không nghe thấy cái gì ở bên ngoài nữa luôn. Đấy, thử nhá. Đấy, đưa điện thoại đây anh cắm cho nào. Đấy. Em nghe nhạc hay không? Hay không? Alo? Alo? Ngớm. Tình cảm quá rồi đấy. Bảo là không hứng thú gì cơ mà. Anh đã bảo em là không được ghen cơ mà. Anh mà không làm như thế này ấy, thì cô ta làm sao mà tin anh được. Tất cả anh chỉ diễn thôi chứ yêu đương cái gì. Thế thì anh phải bù cho em đấy. Được rồi. Anh ơi, sao váy ngủ với cả những cái đồ mặc thường ngày của em đâu hết rồi? À, hôm trước anh uống cà phê, thế chẳng may anh làm đổ hết vào rồi. Nhưng mà em yên tâm, anh đã mang nó đi tiệm giặt hơi hết rồi, sạch sẽ đâu vào đấy cả, em cứ yên tâm nhá. Anh bất cẩn quá đấy. Em nghe tiếp đi nhá. Em mặc mấy bộ đồ đấy đẹp không? Mà công nhận nhá, đồ của chị ta toàn hàng hiệu, mà cái dáng người chị ta mặc chỉ có phí thôi. Em mặc mới đẹp được. Lấy thì em cũng phải lấy cho nó cẩn thận vào chứ. Cô ta mà phát hiện ra ấy thì chết cả lúc, nghe biết chưa? Nhưng mà ấy, những gì của chị ta em đều muốn lấy tất, trong đó có cả anh nữa. Dầu gội em bảo rồi mà. Thì đó, mọi lần em gội có làm sao đâu. Nhưng mà hôm nay em gội rụng bao nhiêu tóc, với cả đầu em cứ bị ngứa ấy. Không biết phải làm sao bây giờ. Ngày mai đi khám nhá. Anh ơi, em về rồi. Ngứa quá. Đây đây, em ra đây nhá. Em đi đâu đấy? Em dọn cơm nước ra hết rồi, phát hiện ra nhà mình hết giấy ăn, thế nên em tranh thủ đi mua. Mình vào ăn đi. Đi đi đi. Ui, nào, em đi vào đây nào. Rồi, đây, ngồi đây. Đấy. Rồi, cẩn thận chân. Ôi, hôm nay á, vợ anh nấu toàn món ngon thôi. Anh làm sao đây? Không có gì đâu, anh bị vào chân và cái thanh bàn mà. Em phải mày mò lắm mới nấu được những món này cho anh đấy. Anh ăn nhiều vào nhá. Đồ ăn ngon lắm em ạ. Mà em ăn đi em. Hôm nay là đầu tháng, em ăn chay, thế nên em cũng ăn trước rồi. Anh cứ ăn đi. Không nhớ, vợ anh mày nấu toàn đồ ngon nhờ. Ăn ngon dã man đấy. Anh nấu quá.
đau quá. Anh làm sao đấy? Anh tự nhiên anh đau bụng quá em ạ. Rồi dần dần sẽ hết đau thôi. Em nói thế là có ý gì chứ? Đây là món quà Tắc Thành mà tôi tặng cho hai người đấy. Em nhìn được rồi à? Không những là tôi nhìn thấy mà tôi còn nhìn thấy rõ bộ mặt thật của anh cơ. Đấy, anh thấy chưa? Em đã bảo rồi mà. Trong bộ dạng của chị ta không giống người mù một chút nào đâu. Tôi đã từng mù, nhưng mà rồi cũng đến một ngày tôi tìm được giác mạc phù hợp để phẫu thuật. Tôi định tặng cho anh một bất ngờ, nên đã nói dối là sang anh để thăm gia đình. Nhưng mà kết quả là... cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Mình phải tạo cho anh ấy một bất ngờ mới được. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Sao lại có tiếng phụ nữ nhở? Anh về rồi đấy à? Vậy là cô đã chứng kiến tất cả mọi chuyện nhưng cô vẫn chịu đựng sao? Đúng là ban đầu thì tôi có chịu đựng, nhưng mà về sau nghĩ lại, với cái loại đàn ông tệ bạc như thế này, tôi chẳng việc gì mà phải dằn vặt cả. Anh cho anh xin lỗi. Chuyện này thôi, đủ rồi. Còn cô thích dùng đồ của tôi, thích cả người đàn ông của tôi nhường cô đấy. Nhưng mà cái giá phải trả rất đắt. Vậy là bữa cơm này cô đã bỏ thuốc vào rồi đúng không? Rất thông minh. Ngay cả dầu gội đầu, sữa tắm và mỹ phẩm của cô đang dùng của tôi cũng đều bỏ thuốc vào hết đấy. Dần dần tóc của cô sẽ rụng hết, da sẽ trở nên sần sùi, không có cách nào chữa được đâu. Anh ơi, em phải làm sao bây giờ? Tóc của em, da của em. Quên chưa nói cho hai người biết là đồ ăn hàng ngày hai người ăn tôi đều cho thuốc vào, mà thuốc đấy uống nhiều dần dần sẽ dẫn tới vô sinh. Cái thứ đê tiện như hai người không đáng được nhân giống đâu. Cô đúng là đồ độc ác. Nhờ hai người cả đấy, cứ từ từ mà hưởng phúc đi. Còn bây giờ dọn đồ ra khỏi nhà tôi. Bây giờ Tiểu Tam thầy ra đấy, con đã mười mấy 20, người mọng nước hết cả da như thế. Đến cả chồng của bạn thân mà cô còn định giở trò. Em mù rồi. Anh ơi, em sợ lắm. Lột con nó ra, cưới đi. Nào, nó càng rửa càng tốt. Mày cũng đi được rồi đấy, tao không có loại bạn như mày. Vợ chồng với nhau lâu rồi mà dạo này anh Trung anh lạnh nhạt với tao quá. Thế sao? Có chuyện gì thì mày nói cho tao nghe đi xem nào. Cũng mấy tháng nay rồi, cứ mỗi lần tao muốn gần gũi thì anh ấy né tránh tao. Lúc thì kêu bận,
lúc thì kêu mệt. Không sao, mấy cái chuyện vợ chồng đấy thì cũng có lúc này lúc kia. Mà mày đã làm mới chuyện đấy chưa? Thì tao cũng vào group này rồi diễn đàn kia, thế nhưng anh Trung anh cứ né tránh tao. Hay là anh ấy chán mày rồi, bồ bịch đánh chén no nê bên ngoài rồi? Mày nghĩ như thế thật á? Thật chứ sao nữa. Bây giờ Tiểu Tam đầy ra đấy, con não mười mấy hai mươi, người mọng nước hết cả da như thế. Có khi ông ấy đi xong rồi lây bệnh hết về cho mày ấy. Thế bây giờ mày bảo tao phải làm thế nào? Bây giờ ấy, thì chỉ có theo dõi ông ấy, bắt tận tay dây tận chán ấy, thì ông ấy không chối cãi được thôi. Nhưng lỡ anh ấy có thật thì làm sao? Thật thì ly hôn chứ làm sao nữa. Ly hôn á? Người khác ấy thì tao có thể mặc kệ được, nhưng mày là bạn thân của tao thì tao mới khuyên mày. Phụ nữ chúng mình ấy, cái quan trọng nhất vẫn là tuổi thanh xuân. Bây giờ mày vì một người không xứng đáng ấy mà đánh mất đi tuổi thanh xuân ấy, thì chỉ có mày là người thiệt thôi. Phụ nữ hiện đại bây giờ ấy, là nắm được và buông xuống được. Mày hiểu không? Trang, anh về rồi này. Anh đây. Anh về rồi đây à? Em xin lỗi, anh đang đi công tác mà lại phải bỏ về vì em thế này. Không sao đâu, bác sĩ bảo thế nào, mắt em làm sao rồi? Em bị ngã vào mảnh thủy tinh, chẳng may nó găm vào mắt, em mù rồi. Anh ơi, em sợ lắm, bây giờ em không nhìn thấy gì cả. Không sao, anh ở đây mà, anh ở đây với em mà. Bây giờ em mù lòa rồi, anh có chê em rồi bỏ đi theo người khác không? Không bao giờ, anh chỉ có duy nhất một mình em thôi. Trang, Trang, bác sĩ bảo tình hình mày như nào rồi? Tao cũng ổn, nhưng mắt thì không nhìn thấy gì nữa rồi. Mà bệnh này có chữa được không? Bác sĩ bảo cơ hội chữa khỏi là rất thấp. Anh Trung này, hay là đêm nay em ở lại với Trang, có gì thì em cũng chăm sóc nó. Thôi không cần đâu, cũng cứ về đi, ở đây có tôi rồi mà. Vợ cần gì cứ bảo anh giúp em nhá. Em còn đau không? Muốn ăn gì anh em mua cho nhá. Trang này, bây giờ mắt mày mù lòa như thế hơi bất tiện nhở. Ngày cũng như đêm, mà đêm cũng như ngày, thế thì khó chịu thật đấy. Cô về rồi đấy. Có chuyện gì đấy anh? À, không có gì đâu. Tại là tao lỡ tay va vào anh Trung nên anh giận mà. Anh, bạn em không cố ý đâu. Để anh đưa em vào nghỉ nhá. Tôi thật không ngờ cô lại con người như thế đấy. Đến cả chồng của bạn thân mà cô còn định giở trò. Thật là uổng công Trang đã coi cô như là một người bạn, đã luôn đối xử tốt với cô. Anh nói cái gì kỳ thế? Uổng công là uổng công thế nào được. Dù sao ấy, Trang nó cũng mù lòa rồi,
mà anh vẫn không chịu mở lòng với em à? Biết đâu em lại làm cho anh thoải mái thì làm sao? Tôi nói cho cô hiểu này, tôi sẽ không bao giờ phản bội vợ tôi. Cô đừng tưởng cô ăn mặc mấy cái thứ đồ sexy như thế này là có thể quyến rũ của tôi. Cô không bao giờ bằng Trang đâu. Nó bây giờ chỉ là một con mù lòa, lấy cái gì ra mà để so sánh với em hả? Cô về đi, từ ngày mai đừng đến làm phiền vợ chồng của tôi nữa. Cũng không cần phải đến công ty ở đâu. Bên nhân sự sẽ thu xếp giúp cô nghỉ việc. Anh ơi, sao mấy hôm nay không thấy My đến nhà mình? Chắc là My có việc gì bận không đến được. Mà em muốn gì anh đều chiều được mà, cứ gì phải My. Anh có chuyện gì giấu em đúng không? Thực ra không có chuyện gì đâu. Bây giờ sức khỏe em nó không được tốt, anh chỉ sợ em bị kích động thôi. Có chuyện gì mà kích động ạ? Chuyện cũng không có gì, mà bây giờ sức khỏe của em là quan trọng nhất. Em muốn đi ăn gì, anh mua cho em nhé. Anh mua khoai lang nướng cho em nhé, tự nhiên em thèm quá. Được, vợ ngồi đợi anh tí nhá, anh đi mua cho. Anh về rồi đấy à? Là tao. Mà mày ở nhà có một mình thôi à? Ừ, anh Trung vừa ra ngoài rồi. Mà hình như có cả anh khác nữa. Một mình là phải rồi. Bà mày dình mày cả tuần rồi nhá. Nhanh lột con nó ra, cưới đi. Nào, làm nó càng rửa càng tốt. Tránh xa ra. Định cướp đàn ông con My này à? Ai đây? Tránh xa tôi ra. Tưởng cướp người ta tả dễ hả? Ai đây? Tránh xa tôi ra. Tránh ra. Em có sao không? Anh, em định sang thăm Trang để xem Trang như thế nào. Nhưng mà lúc vào thì đã thấy cảnh này rồi. Không ngờ nó đã mổ nó còn định phản bội anh nữa. Cái tát này tao trả lại cho mày. Cháu, mắt em. Em không hề bị mù. Thật ra em chỉ giả mù thôi. Lúc đầu em định thử lòng anh. Thật không ngờ người lộ bộ mặt thật lại chính là bạn thân của em. Còn khốn nạn, đồ đạo đức giả. Mày đã cướp đàn ông của tao, bây giờ mày có lĩnh lên mặt nữa. Cướp đàn ông của mày? Tao chẳng cướp cái gì của mày cả. Phòng tin học ở đây lắp camera kìa. Ở đây không được trang điểm đâu. Tớ cảm ơn. Mà cuối tuần này cậu có rảnh không? Tớ có hai cái vé xem phim. Mình đi xem phim cùng nhau nhá. Tớ? Nhưng mà cuối tuần tớ có hẹn bạn gái rồi. Bạn gái á? Ừ? Bạn gái có học lớp nào đấy? Bạn gái tớ học lớp 11A2. Bắt quả tang anh nói chuyện với gái nhá. My, sao mày bảo mày về trước rồi cơ mà? Mày với anh Trung quen nhau à? Ừ, giới thiệu với mày, anh Trung là người yêu của tao. Còn đây là My, bạn thân của em. Ồ, thế thì em phải gọi anh là anh rồi. Anh học khóa trên cơ. Vâng. Tao với anh Trung đang định đi ăn, mày đi cùng bọn tao nhá. Thôi, hai người đi ăn, tao đi lại thành bóng đèn. Thôi mà, đi cùng đi cho vui. Tao bảo mày gặp anh Trung bao nhiêu lần rồi, mày toàn ngại thôi. Nhưng mà tao ngại thật mà. Bạn em tính nó hay ngại. Em nghĩ ai cũng mặt dày như em đấy. Thôi, tao về trước nhá. Em về trước ạ. Đi ăn đi. Tao yêu anh Trung, nhưng chính mày đã cướp anh ấy của tao. Tao ghét mày, cực kỳ ghét mày. Cô My, chuyện tình cảm đâu thể gượng ép được. Là tôi yêu Trang, tôi chọn Trang. Trang chả cướp cái gì của cô cả. Nếu mà không có nó ấy, chắc chắn anh sẽ yêu em, chứ không phải là yêu nó.
Thôi chuyện nhà anh chị thì anh chị tự đóng cửa giải quyết bảo nhau đi nhá. Em thì cũng chưa sân núi được gì đâu. Chị này, chị mà chị vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền cho em đấy nhá. Thôi chào cả nhà, em về nhá. Mày cũng đi được rồi, tao không có loại bạn như mày. Đuổi thì đi. Trang, sao em lại giả vờ mù? Em không tin tưởng anh à? Em xin lỗi. Tại vì anh cứ lạnh nhạt chuyện chăn gối với em, thế nên em không thể không suy nghĩ được. Thực ra anh... anh bị yếu sinh lý, chứ không phải là anh có ai khác đâu. Chờ em một chút. Cứu tinh của vợ chồng mình đây rồi. Sâm Đại Nam của tập đoàn Kohino Star, nổi tiếng, uy tín và chất lượng. Sâm Đại Nam có các thành phần là các loại thảo dược thiên nhiên như bạch thật lê, nhân sâm, đông trùng hạ thảo. Đặc biệt, sâm Đại Nam cũng chứa thành phần sâm ngọc linh. Đây là loại sâm có chứa hàm lượng saponin cao nhất thế giới, là sản phẩm chăm sóc sức khỏe, tăng cường sinh lý nam, làm chậm quá trình mãn dục nam, đã giúp đỡ chữa chăn gối cho rất nhiều cặp vợ chồng đấy. Sao em biết anh bị mà mua cho anh vậy? Thật ra trong lúc em giả mù, em đã biết nỗi khổ tâm của anh. Hơn nữa em cũng nghe được cuộc điện thoại của anh và bác sĩ. Sâm Đại Nam là mẹ bảo em mua đấy. Con trai của bạn mẹ cũng bị vấn đề như thế này, đã mua sử dụng và bây giờ hoàn toàn khỏe mạnh. Sản phẩm tốt như thế này thì anh phải uống ngay mới được. Qua cho bạn, anh lẹo đẹo theo làm gì? Anh đi làm cả ngày, không mệt hay sao? Anh là anh lo cho em. Em thương bạn em vừa thôi. Anh là anh thương con anh lắm nhá, vì em mà mệt đấy. Vâng. Con Thanh con này, mày thích tao không? Khốn này. Mày thích tao không? Tao không có gia đình rồi mà mày không tha hả? Tao phải xử cho mày nhớ đời nhá. Con khốn nạn này. Mày thích xin không? Hôm nay tao cho mày biết nhá, chụp ảnh mày up lên mạng nhá. Chị ơi, em nghĩ gia đình chị lục đục nên là em mới bám theo nghề thôi. Này nhá, lục đục cũng không đến được cái mặt mày nhá. Mày thích lục đục không? Không. Này, tao sẽ up ảnh mày lên cho toàn dân thiên hạ biết xem mày có còn giật chồng người khác được nữa không. Còn anh mày đưa mặt ra đây. Mày nhìn rõ cái mặt mày đây này, được chưa? Em xin chị. Xin cái gì? Hôm nay á, tao tân mà chết luôn. Cắt tóc mày nhá. Này chị kia, chị dừng lại đi. Chị đánh người là đã sai rồi, bây giờ chị còn chụp ảnh lại nữa, khác nào chị triệt đường sống của người ta. Này, hai cô bộ ý liên quan gì? Tránh ra khỏi. Tôi đã báo công an rồi, chị mau đi đi. Chị mà còn ở lại đây, công an đến chị không tránh khỏi phiền phức đâu. Báo công an á? Này nhá, con cứu này nhá, vẫn còn ảnh nóng của mày trong máy chồng tao nhá. Tao sẽ up lên mạng cho bạn dân thiên hạ biết. Mày nhớ tao đấy nhá. Còn khốn. Trang ơi, cho tao xin lỗi. Tao biết mình sai rồi. Mày cho tao về công ty chồng mày làm lại nhá. Mày vẫn ngựa quen đường cũ, chẳng thay đổi gì cả. Tại sao mày cứ phải dính vào những người đàn ông của gia đình? Tao sai rồi, lần này tao thật sự sai rồi. Tao sẽ sửa. Bà tao ghê gớm lắm. Bà tao còn thuê người ném chuột vào nhà tao, xong rồi còn dọa up ảnh tao lên nữa. Chàng ơi, tao biết lỗi rồi. Mẹ tha lỗi cho tao nhá.
Thật sợ lắm. Hay là mày cho tao đến nhà ở nhà mày được không? Chuyện của cô cứ tự đi mà giải quyết, đừng có lôi chúng tôi vào. Mình đi thôi em. Anh ơi, em xin này, tao xin mày. Bây giờ tao không có tiền, nhà cũng không có, chỉ có mày mới giúp được tao thôi. Chuyện ngày hôm nay tao tha thứ cho mày, nhưng nếu như mày không thay đổi thì những lần sau tao không dám chắc đâu. Lần này tao giúp mày, mày cầm lấy đi. Mật khẩu là ngày sinh của tao, lần này coi như là lần cuối tao giúp mày. Mày mau về đi. Mình đi thôi anh, bạn em đang đợi rồi. Đừng có mà vớ vẩn, tôi không để cô đạt được âm mưu đấy đâu. Anh cũng chỉ là con chó để tôi sai gặp. Đủ rồi đấy Thu. Tài liệu của cô, làm tăng ca đi. À, nhưng mà đây là công việc của cậu mà. Cậu tớ cái gì? Trưởng phòng sang bảo cô làm, cô thích cãi không? Cãi tôi mách trưởng phòng, bảo trưởng phòng đuổi việc cô. Được rồi, tớ sẽ làm. Biết điều đấy, làm xong để ở phòng chủ tịch, nhớ chưa? Là bây giờ anh còn ở trong phòng. Chủ tịch, anh bị làm sao thế? Sao người anh lại nóng thế này? Uống nhiều rượu quá hay là anh sốt rồi? Vậy thì bây giờ tôi để tài liệu ở trên bàn nhé. Tôi xin phép ra ngoài. Đừng đi, ở lại với tôi đi. Bây giờ ở trong văn phòng không còn ai, anh say nằm một mình ở đây cũng không yên tâm. Được rồi, đêm nay tôi sẽ ngồi ở bên cạnh chăm sóc anh. Thank you.
Chị Tinh, anh tỉnh rồi à? Anh uống nước đi ạ. Sao cô lại ở đây? Ồ, anh say quá nên là không nhớ gì nữa. Hôm qua anh uống nhiều, anh ngủ lại công ty. Em tăng ca, nhìn thấy sợ anh bị làm sao mới ở lại chăm sóc anh cả đêm ấy ạ. Hóa ra là em à? Anh xin lỗi, anh làm phiền em quá. Không có gì, em mà quan tâm ai thì em sẽ chăm sóc người đó đấy ạ. Thu này. Dạ. Em có người yêu chưa? Dạ, em chưa ạ. Chủ tịch, anh đã khỏe chưa? Tôi khỏe. Sao cô lại hỏi thế? À, hôm qua... Anh Hoàng! Anh... Mọi người đang chờ anh vào họp đấy. Cô giỏi đấy. Tôi tưởng cô im miệng về chuyện tối hôm đấy rồi mà cô lại định nói ra. Cô có ý gì? Anh Hoàng bây giờ là người yêu của tôi rồi. Cô có nói gì anh ấy cũng không tin đâu. Hôm đó tôi là người chăm sóc chủ tịch, nhưng mà cô lại đến đuổi tôi đi. Tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của anh ấy thôi mà. Nhìn mặt cô tôi biết cô có âm mưu rồi. Cô đừng có mà vớ vẩn. Tôi không để cô đạt được âm mưu đấy đâu. Cô Linh, tôi nghe nói cấp trên phàn nàn về thái độ làm việc của cô lắm đấy nhá. Cô mau sang phòng tài vụ nhận tiền rồi nghỉ việc đi. Sao lại nghỉ việc ạ? Hôm qua anh còn khen em là em làm việc rất tốt. Làm sao mà em có thể nghỉ việc đột xuất như thế được? Cho em hỏi là ai đã phàn nàn về thái độ làm việc của em ạ? Cấp trên sếp ấy. Mà sao cô hỏi lắm thế nhở? Cô mau sang phòng kế toán nhận tiền rồi dọn đồ đi. Anh Giang ơi, em xin anh đấy. Anh cho em một cơ hội. Bây giờ mà em nghỉ việc thế này, em không thể nào mà xin công việc mới được ạ. Tôi không cần biết cô có phải trẻ con đâu. Tự mà lo liệu đi nhá. Cô Thu, tôi đã làm theo đúng lời cô nói rồi đấy. Cái chức giám đốc ấy, cô có thể bảo chủ tịch cho tôi được không? Anh bị ngu à? Anh đuổi con Linh đấy là trách nhiệm của anh. Cớ gì anh bắt tôi đi xin chủ tịch cho anh làm giám đốc? Nhưng mà Linh có làm gì sai đâu. Tôi đuổi việc Linh là trái quy định nhá. Chính cô ép tôi làm thế đấy nhá. Này, đấy là anh phải cống hiến vì tôi. Anh thử không nghe lời tôi xem tôi đuổi cả anh ý. Anh là trưởng phòng, nhưng tôi lại là người yêu của chủ tịch cơ. Tính đi tính lại, anh cũng chỉ là con chó để tôi sai vặt thôi. Được thôi, cá chết ấy thì lưới cũng rách thôi. Cô đã lợi dụng tôi rồi, thế thì tôi sẽ cho cô một cái kết đầy hối hận. Chờ đấy. Anh Hoàng, anh bị làm sao đấy? Anh có bệnh về mắt nên phải đi mổ. Anh cũng không biết khi nào anh có thể nhìn lại được. Công việc của công ty lại quá bừa bộn. Thu, em có thể giúp anh một việc được không? Dạ được, việc gì ạ? Có một hợp đồng quan trọng cần xem qua và ký kết. Em có thể đọc điều khoản của hợp đồng ấy lên giúp anh được không? Anh để hợp đồng ở đâu? Anh để ở trên bàn. Anh đợi em một lát nhé. Anh ơi, đợi em một lát nhé, em nghe điện thoại ạ. Ừ. Alo. Cô đã xem xét yêu cầu của chúng tôi chưa? Chúng tôi muốn mua lại công ty. Nếu cô giúp tôi sẽ cho cô 10 tỷ. Các người nói thật chứ? Tôi vừa chuyển cho cô 50 triệu, đây là bước đầu tiên. Nếu cô thành công, tôi sẽ chuyển cho cô số tiền còn lại.
được. Tôi đồng ý. Thu, Thu, em có ở đây không? Tại sao lại có chuyện bán công ty? Anh nhớ anh có ký kết hợp đồng gì đâu. Là tôi sắp xếp đấy. Tôi đã lợi dụng lúc anh mù, lừa anh ký bản hợp đồng bán công ty. Tại sao lại như thế? Em là người yêu của anh cơ mà. Em làm như thế là phản bội anh, phản bội công ty đấy. Anh có biết là tôi chán cái việc phải đi kiếm tiền ba cọc ba đồng lắm không? Nhưng nếu tôi giúp người lạ kia bán được công ty của anh, tôi sẽ có 10 tỷ đấy. Chỉ có 10 tỷ thôi sao? Em bán tình yêu của chúng ta rẻ mạt thật đấy. Ai đây? Ồ, tôi đến lấy giấy tờ. Nhân sự bảo là cần chữ ký của chủ tịch. Cô đến đúng lúc lắm. Tôi cũng nói rõ với các người, đây mới là người chăm sóc anh cả đêm lúc anh say. Còn tôi chỉ đến lúc anh tỉnh rồi thôi. Tại sao lại thế? Linh chăm sóc lúc tôi say. Tại sao cô ấy? Là tôi đuổi việc cô ta đấy. Như thế tôi mới có được lòng tin của anh chứ. Anh ngu ngốc quá đi thôi ấy. Nhưng bây giờ anh trắng tay rồi. Hai người có thể đến với nhau, tôi không cản trở đâu. Cô khốn nạn thật đấy. Cô chơi đùa trên tình cảm của người khác như thế, cô vui lắm à? Tôi vui mà. Tôi vui chết đi được đây này. Chỉ có cô mới ngu ngốc yêu anh ta thôi chứ ai thèm chứ. Bây giờ thì cô lấy đi, lấy lại đầu thừa của tôi đi. À, mà tôi quên, bây giờ anh ta mù dở như thế này, cô mà đặt lấy chắc phải chăm sóc cả cuộc đời này đấy. Tôi yêu anh Hoàng, dù anh Hoàng có như thế nào đi chăng nữa hết, tôi cũng chăm sóc được anh ấy, cô có phải lo không? Mắt anh không nhìn thấy gì, chưa chắc anh đã chăm sóc được bản thân của anh. Em không sợ thiệt à? Em không sợ. Em chỉ cần có anh bên cạnh, vậy là đủ rồi. Thôi đủ rồi đấy. Mời hai người biến ra khỏi đây cho tôi nhờ. Đủ rồi đấy Thu. Cô hơi bị lộng hành rồi đấy. Hóa ra tất cả những điều Sang nói là đúng à? Anh Hoàng, anh có thể nhìn thấy đường à? Ừ. Anh chỉ giả mù để thử lòng cô ta thôi. Cái gì? Anh không mù á? Nhưng mà thì làm sao chứ? Công ty của anh cũng bị bán rồi. Bán á? Cô nghĩ tôi sẽ cho cô lộng hành như thế à? Tất cả những gì tôi làm ấy là để thử lòng cô thôi. Còn số tiền trong tài khoản của cô ấy là tôi chuyển vào đấy. Tôi có thể lấy nó bất cứ lúc nào. Không, không thể nào như thế được. Cô cút khỏi đây đi. Tôi sẽ đưa mọi tội lỗi của cô ra tòa. Lúc đấy cô chỉ có ăn cơm tù thôi. Anh Hoàng, em sai rồi. Là do thằng Sang nó hại em. Dù em ngu ngốc, anh tha lỗi cho em lần này đi. Em yêu anh mà. Cô biến đi. Tôi quá ghê tởm con người của cô rồi. Cô không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ lên. Khi đấy nhục mặt đấy. Linh, anh xin lỗi em. Hóa ra chính em là người chăm sóc anh, thế mà anh lại không biết. Anh đã để em chịu nhiều mức rồi. Em không sao. Chỉ cần anh khỏe như thế này là em thấy vui rồi. À, thôi, xin phép, em đi đây. Linh, em ở lại với anh được không? Sao rồi? Hôm nọ hai đứa đi khám, kết quả thế nào? Dạ, bác sĩ nói sức khỏe của bọn con vẫn ổn mẹ ạ. Ổn?
ổn gì mà cưới nhau 3-4 năm rồi mà vẫn chưa có tin vui. Liệu bác sĩ có nhầm không đây? Dạ, bác sĩ bảo vợ chồng con cứ thoải mái tinh thần, con cái là cái duyên, nó sẽ tự đến ạ. Nhà người ta chưa cưới về thì đã tậu được cả trâu lẫn nghé. Nhà mình cũng là vô phúc. Cưới 3-4 năm trời nay rồi, mong có một đứa cháu thôi mà cũng chả thấy tăm hơi đâu. Này, em đừng buồn nữa. Tính mẹ như thế mà. Ngoài miệng thì mẹ cứng thế thôi, trong lòng mẹ cũng mềm yếu lắm. Mẹ thương hai vợ chồng mình mà. Chắc mẹ không hài lòng với em. Từ tính cách đến ngoại hình, giờ lại cả chuyện con cái nữa. Anh bảo này, em đừng lo nữa. Em phải vui vẻ lên, tinh thần phải phấn chấn lên thì con mới mong đến với mình chứ, đúng không? Thôi em ăn đi. Để con ra mở cửa ạ. Cái cô này, cô là ai mà tôi vừa mới mở cửa cô tự ý xông vào nhà tôi như thế? Tôi là ai á? Chắc cô là vợ anh Hoàng. Ôi chồng kìa, cái bộ dạng của cô, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì sộc sạch, mà da ấy thì nhăn nheo. Trông cô có khác gì con người ở không? Bảo sao ấy, anh Hoàng anh chán cô ra tìm thú vui bên ngoài. Cô nói như vậy là có ý gì? Dạ, cháu chào bác ạ. Chắc bác là mẹ của anh Hoàng đúng không ạ? Đúng, tôi là mẹ của thằng Hoàng. Cô là ai? Cô đến tìm con tôi à? Mà nó đi làm đã về đâu? Dạ, cháu với anh Hoàng thì gặp nhau nhiều rồi bác ạ. Hôm nay cháu đến đây là để gặp bác và vợ của anh Hoàng. May quá, đến nhà gặp được cả hai người luôn ạ. Đúng là ông trời thương hai mẹ con cháu mà. Cô nói linh tinh cái gì đấy? Tôi với mẹ tôi đâu có quen cô. Tự dưng cô xông vào nhà tôi rồi nói linh tinh cái gì đấy? Ừ thì tôi, cô và mẹ anh Hoàng không quen nhau. Nhưng mà chắc mọi người cũng phải làm quen dần với đứa con trong bụng tôi nhỉ? Xin thông báo với cô, tôi đang mang thai con của anh Hoàng và là con trai đấy. Mà chắc chắn ý, sẽ là cháu đích tôn của cái gia đình này. Thế nên ý, cô biết thân biết phận của mình, hầu hạ tốt hai mẹ con tôi vào. Đừng có mà đừng đến lên mặt với tôi. Cô nói cái gì? Con của ai cơ? Thì nó con của anh Hoàng chồng cô chứ còn của ai. À mà không, sắp tới sẽ là chồng của tôi và là cha của con tôi chứ. Cô kia, Trang, ngồi xuống đã. Ý cô nói là cô có con với con trai của tôi, và hôm nay cô đến đây thông báo cho chúng tôi biết phải không? Dạ, bác khôn thật đấy. Ý của cháu là vậy đấy bác ạ. Mà cháu nghe anh Hoàng tâm sự, từ lâu bác đã rất mong muốn có một đứa cháu đích tôn ạ. Thế nên cháu và anh Hoàng đã cùng nhau cố gắng không làm bác thất vọng ạ. Cuối cùng thì đứa cháu đích tôn của nhà mình đã xuất hiện rồi bác ạ. Cô đừng có nói linh tinh, tôi không tin đấy là con của anh Hoàng. Cô không tin á? Được thôi. Dạ, cháu gửi bác ạ. Đây, cô xem đi. Thế này đã đủ cô tin chưa? Mà nếu không tin ý, thì cô có thể gọi anh Hoàng về để hỏi. Trang, anh không làm gì có lỗi với em cả. Anh vẫn luôn một lòng một dạ với em.
Em phải tin anh. Thế anh giải thích sao về cô ta, về những cái tấm hình này và cả cái thai trong bụng cô ta nữa? Anh không hề biết những bức hình này được chụp từ khi nào. Mà em nhìn kỹ đi, rõ ràng đây là lúc anh say. Chắc chắn cô ta đã bày mưu tính kế để hủy hoại thanh danh của anh đây mà. Anh Hoàng, sao anh lỡ nói với em như thế chứ? Chẳng phải hôm đi gặp giám đốc bên em, lúc anh say, anh chẳng nói những lời mặn nồng với em còn gì nữa. Nào là khen em xinh, em đẹp, chẳng bù cho cô vợ ở nhà của anh lúc nào đầu rủ, tóc rối, anh nhìn thấy phát chán rồi còn gì. Vậy mà bây giờ anh lại như thế này. Nếu anh không chịu trách nhiệm với đứa con của em ý, thì em sẽ mang đến công ty của anh, em sẽ làm cho ra lẽ. Rồi á, em sẽ lọc ầm lên hàng xóm để xem anh có ngóc mặt lên để nhìn ai nữa không. Cô đừng nói năng sặng bậy như thế. Cây ngay không sợ chết đứng. Tôi chẳng làm điều gì có lỗi vợ tôi cả. Con ơi, con đúng là khổ mà. Chưa ra đời mà đã bị bố con chối bỏ thế này rồi. Ấy, đừng khóc, đừng khóc, ảnh hưởng đến cháu của tôi bây giờ. Cháu uống chén nước này đi. Uống đi cho nó đỡ khát. Mẹ, mẹ làm gì đấy? Thì mẹ đang chăm cháu nội của mẹ còn gì nữa. Cháu mẹ mà không chăm thì mẹ còn chăm ai đây? Mẹ, đây không phải là cháu của mẹ đâu. Con với cô ta có là gì đâu mà đang có con. Kìa, sao con lại phũ phàng như vậy? Mẹ dạy con như thế nào? Đã làm người thì phải làm người cho là đàng hoàng. Sai thì phải chịu, gây ra hậu quả thì phải lãnh trách nhiệm. Đến đứa con ruột già của con, máu mủ của con mà con còn chối bỏ, thì thử hỏi con làm người như thế nào đây? Đúng vậy. Con nó mà nghe được những lời anh nói chắc nó sẽ đau lòng lắm. Nhưng... không nhưng nhị gì cả. Từ giờ trở đi, mẹ sẽ chăm nom đứa cháu này. Nếu cháu không chê, thì cháu cứ ở lại đây với bác. Bác sẽ chăm cho cả hai mẹ con. Cái gì chứ, việc chăm con chăm cháu thì bác dành lắm. Mẹ, mẹ nói như vậy là sao ạ? Mẹ đón cô ta về đây, thế còn con là gì ạ? Cô không đẻ được, cô không làm tròn được trách nhiệm của người con dâu thì cô đừng lên tiếng ở đây. Từ giờ cô phải chăm sóc cho mẹ con nó thật là đàng hoàng. Nếu cháu tôi có mệnh hệ gì thì cô cứ liệu hồn đấy. Mẹ, sao mẹ lại vô lý như vậy ạ? Vợ con vẫn đang ở trong nhà này, con là con trai của mẹ. Mẹ lại không tin, mẹ lại tin người ngoài là sao? Giờ thì tôi chẳng tin ai cả. Tôi chỉ tin mỗi đứa cháu đích tôn của tôi thôi. Tóm lại, cô cậu từ giờ trở đi phải chăm sóc tốt cho đứa cháu của tôi, nghe chưa? Cháu của bà là bà yêu nhất đấy nha. Mẹ và anh Hoàng khuyên tôi nhẫn nhịn thì còn lâu tôi mới để cho cô yên ổn sống trong ngôi nhà này như vậy. Thế thì cô làm gì với tôi? Làm với tôi hả? Hả? Tôi nói cho cô biết nha, cái ngưỡng của cô ấy suốt đời ấy, thì cũng chỉ làm kẻ hầu người hạ cho tôi mà thôi. Cô biết thân biết phận của mình ấy thì ngoan ngoãn đi. Mai sau tôi lên làm bà chủ thì tôi sẽ giữ cô ở lại làm người giúp việc. Cô mà cứ cãi tôi đổi thẳng cổ lên trường. Cô... sao cô dám đánh tôi? Mẹ con đâu có làm gì cô đâu chứ. Con ơi, con đúng là khổ mà. Điều chưa ra đời đã bị người khác hành hạ rồi. Trang, cô đang làm cái gì thế hả? Sao cô lại đánh mẹ con cháu của tôi? Con chưa động vào một cọng lông của cô ta, chỉ là cô ta đang diễn kịch thôi. Tôi ngần này tuổi đầu rồi,
mà tôi lại không biết ai thật ai giả chứ. Đi đi vào nấu cơm đi, mẹ con cháu tôi đói rồi. Mẹ. Còn không đi mau. Ôi. Chỉ có cháu bà là ngoan nhất thôi. Đứa nào dám khinh thường cháu bà thì bà còn chịu cho ra trò ấy chứ. Ăn đi, ăn đi cho cháu của mẹ nó còn khỏe. Cảm ơn mẹ ạ. Con ăn thứ khác đi. Cái đĩa này để cho mẹ con cái Ngọc. Mẹ có phải là mẹ của bọn con không vậy? Sao cái gì ngon mẹ cũng cho cô ta đấy? Vợ con ngồi đây thì mẹ không gắp. Thì nó đang mang trong mình đứa cháu của mẹ. Vợ chồng cô cậu muốn tôi cưng chiều thì có cháu đi, có cháu đi. Thôi mẹ ơi, trông cô ta yếu thế kia, làm gì sinh được cháu nội cho mẹ. Mẹ cứ yên tâm ạ, bây giờ thì mẹ cũng đã có cháu đích tôn rồi ạ. Ừ nhé, mẹ đã có cháu đích tôn rồi thì cần gì nữa. Cháu đích tôn của mẹ đây rồi. Thôi thôi thôi, con ăn. Dạ vâng ạ. Con ăn nhiều quá. Ngon mẹ nhá. Cố ăn hết đĩa này nhá. Dạ vâng ạ. Sao cháu bị khổ thế? Viên uống đẹp da sâm tố nữ pue collagen à? Nhất định là cô ta. Bây giờ cô ta còn dám vào cả phòng của mình nữa. Nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Cô ta có làn da đẹp mịn màng, chắc khỏe như vậy, lại còn thêm vòng một đầy đặn nữa. Chắc chắn là do dùng cái sản phẩm này. Mình phải tìm hiểu về nó mới được. Viên uống đẹp da sâm tố nữ Poe Collagen được bào chế từ các thành phần an toàn, cung cấp các dưỡng chất giúp tăng cường nội tiết tố, bổ sung vitamin E, collagen, từ đó làm đẹp da, xóa nám, sạm, tàn nhang, giúp căng da, không còn nhăn da và vết chân chim. Chắc chắn là cô ta dùng cái sản phẩm này. Nhưng mà còn cái này thì sao nhỉ? Sâm tăng lực phúc lộc thọ là sự kết hợp giữa rất nhiều thành phần saponin của hồng sâm thượng hạng Hàn Quốc, đông trùng hạ thảo, giúp tăng cường sức lực, tăng cường thể lực tức thời, loại bỏ tình trạng mệt mỏi, uể oải và giúp tinh thần được sung mãn và sảng khoái. Cái này có lẽ là phù hợp với chồng mình. Muốn đấu lại với cô ta xinh đẹp thôi chưa đủ. Mặc dù chồng mình từng rất là nhiều lần khẳng định không có ý gì với cô ta, nhưng ai mà biết được chứ. Cứ phải phòng tất cả mọi trường hợp xấu có thể xảy ra. Mới dùng sâm tố nữ được có vài ngày mà da rẻ mình đã cải thiện hẳn. Vợ này, anh uống sâm tăng lực phúc lộc thọ mà em đưa, anh cảm thấy khỏe khoắn lắm, không còn bị ưu phiền hay stress gì, công việc cứ phải gọi là trơn tru,
hiệu quả cực kỳ. Thật ạ? Dùng sâm tăng lực phúc lộc thọ, tốt thật đấy anh ạ. Vợ này, dạo gần đây đã có nhiều chuyện khiến vợ phải buồn. Nhưng vợ yên tâm đi, anh không làm gì có lỗi với vợ đâu. Anh hứa, anh sẽ điều trị con hồ ly tinh kia để cho nó không vu khống anh được nữa. Anh yên tâm, em tin anh mà. Hôm nay em muốn ăn gì? Anh dẫn đi ăn. Em ăn gì cũng được. Đúng rồi. Ai cho cô ra ngoài cùng anh Hoàng hả? Cô nói hay nhở? Anh ấy là chồng của tôi thì cần gì ai cho phép? Chúng tôi vẫn đường đường chính chính ra ngoài cùng nhau đấy thôi. Đúng. Cô có quyền gì mà cấm tôi, vợ tôi ra ngoài? Quyền gì á? Thì cái quyền sinh được đích tôn cho anh. Cái đứa cháu ý mà cả dòng họ nhanh mong chờ đấy nhá. Thấy được chưa? Cô im mồm đi. Cái thai trong bụng của cô ấy không phải là của tôi. Cô đừng có cao ngạo như thế. Này, cô lừa được mẹ tôi thì dễ, cô lừa tôi hơi khó đấy. Anh dám nói tôi những lời như thế à? Ha? Tất cả đi phép đi cho mình ạ. Mẹ ơi hai người bọn họ bu và ăn hiếp cô mẹ ạ. Cứ cái đà này đứa cháu đích tôn của mẹ đến sinh non mất. Ai là đứa cháu đích tôn của tôi hả? Kìa mẹ, mẹ nói cái gì lạ thế hả? Đến bây giờ cả mẹ cũng hất hồi đứa cháu chưa ra đời này nữa hả? Cô Ngọc ạ, cô hạ màn được rồi đấy. Vở kịch của cô đến hồi kết rồi. Mẹ nói cái gì mà vở kịch với cả hạ màn là sao ạ? Đây, cô xem đi. Bằng chứng mà cô có thai với người khác lại định đổ thừa cho con trai của tôi. Và người đó không ai khác là giám đốc của công ty cô. Nhưng vì hắn ta không nhận nên cô phải tìm người để thay thế. Sao nào, cô còn cãi nữa được không? Mẹ, tôi không mẹ con gì với cái loại lừa dối trắng trợn như cô. Cô tưởng tôi tin lời cô mà đón cô về đây để chăm sóc cô, để chăm cái thai của cô chắc? Không bao giờ đâu. Chẳng qua thì tôi sợ nếu như không đón cô về đây để chăm sóc cô, để đối xử tử tế với cô, thì cô sẽ làm ầm lên ở cơ quan thằng Hoàng, làm ầm ĩ lên ở cái nhà tôi. Lúc đó thì nỗi oan của con trai tôi làm sao giải được đây? Bà, chính bà là người cho người âm thầm theo dõi tôi. Đúng rồi, tôi cho cô ăn sung mặc sướng để cho cô yên tâm, cô không đề phòng. Lúc đó tôi mới có thời gian đi điều tra. Và cuối cùng thì tôi đã biết tất cả những điều bí mật của cô. Sao nào, giờ thì cô còn có lừa dối được tôi, lừa dối được vợ chồng con trai tôi nữa hay không? Ồ, cô cút ra khỏi nhà tôi ngay. Bà, cút ngay. Nếu không ấy, tôi sẽ mang tất cả những chứng cứ này đến để cho vợ tay giám đốc nó xem. Lúc đó liệu cô có sống nổi được ở cái thành phố này nữa hay không? Bà, cô nghe rõ chưa? Biến ra khỏi nhà tôi. Này, cô tưởng cắm sừng tôi mà dễ á? Tôi không làm, tôi không sợ. Mau dọn đồ rồi biến đi, đừng để tôi và mẹ tôi cáu lên. Các người được lắm. Tôi có mấy cái tuổi dành mà lại bị bày đặt qua mặt cái bà già này. Mẹ, con cảm ơn mẹ đã điều tra âm thầm giúp con. Thế một lúc đầu con lại cứ ngỡ ngỡ rằng mẹ tin đó là cháu của mẹ thật sao? Còn ngốc lắm, con là con trai của mẹ, tính nết con như thế nào mẹ phải hiểu chứ. Mẹ làm như thế để đánh đòn tâm lý cô ta, để cô ta khỏi đề phòng thôi. Mẹ, con cũng cảm ơn mẹ rất nhiều ạ. Còn con, nói thật nhá,
mẹ rất thương yêu con, nhưng mà mẹ ít nói, tình cảm của mẹ không bộc lộ ra bên ngoài. Qua chuyện này, mẹ lại càng thấy con đúng là một cô con dâu tốt. Con biết nhịn nhục vì chồng, vì gia đình, vì nể mẹ mà con phải phục dịch cái con hồ ly tinh kia. Nhưng mà cũng may quá, vì như vậy cho nên cái chuyện điều tra của mẹ mà thành công đấy con ạ. Mà dạo này mẹ thấy con sinh ra nhiều đấy. Chắc là con uống mấy cái hộp sâm tố nữ bue collagen mẹ để ở trong phòng con đúng không? À, thế hóa ra hộp thuốc đấy là của mẹ ạ? Con lại cứ tưởng là của cô ta. Là mẹ đấy. Mẹ biết con giản dị, con không cầu kỳ trong cách ăn mặc. Nhưng mà con ạ, mình là phụ nữ, là vợ, mình phải biết giữ thể diện cho chồng. Phải quan tâm đến sắc đẹp, phải quan tâm đến cả cách ăn mặc nữa. Phải để cho mình luôn luôn đẹp trong mắt của chồng. Như vậy thì chồng nó mới không chán, mới không chê, để nó đi tìm thú vui bên ngoài. Mẹ, con không phải là cái dạng có mới nới cũ đâu ạ. Anh nghỉ, biết thế nào được. Con cảm ơn mẹ. Nhờ có mẹ mà con mới giữ gìn được hạnh phúc gia đình này, không bị người khác phá hoại. Mà chúng con mới có đứa cháu quý tử này. Cái gì? Con có tin vui rồi á? Vâng, nhờ mấy lọ sâm của mẹ nhá, mà vợ con đã lên mạng tìm hiểu. Vợ con tìm ra được một cái sâm tăng lực phúc lộc thọ. Cô ấy mua về rồi cho con dùng. Từ lúc con dùng cái đấy, con đã khỏe khoắn lắm mẹ ạ. Mà không bị sờ choét hay mệt mỏi gì đâu. Nhờ vậy mà con với vợ con mới đem tin vui về cho mẹ đấy ạ. Thế là mẹ vừa đuổi con hồ ly tinh đi, là mẹ đón ngay được cháu quý tử của mẹ về. Mẹ vui lắm, mẹ vui lắm các con ạ. Từ nay trở đi nhá, tất cả mọi việc trong nhà này mẹ với thằng Hoàng sẽ làm tất. Con không được động chân động tay vào việc gì cả. Con chỉ việc ăn, việc nghỉ ngơi và chăm sóc tốt cho cháu quý tử của mẹ thôi. Con hiểu chưa nào? Dạ vâng, con hiểu rồi ạ.